Chuyên gia báo động về đề xuất hàng không, lữ hành bỏ khẩu trang. Tại An Giang, Ủy ban Mặt trận lấy quỹ phòng dịch gửi ngân hàng. Chỉ vài F0 cách ly, chuyên gia cho rằng không cần duy trì mỗi quận một cơ sở. Gần 1.700 người Việt tại Ukraine đã về nước an toàn. Giá xăng dầu lần đầu điều hành khác biệt, điều chỉnh sớm so với thường lệ. Sài Gòn liên tục mưa lớn giữa mùa khô, Quảng Ngãi ứng phó được mưa bất thường. Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với tin Việt Nam trưa ngày 31 tháng 3 của Khỏe Tự Nhiên. Mở đầu là thông tin đáng chú ý liên quan đến dịch bệnh. Thưa quý vị, hiện nay đề xuất bỏ quy định đeo khẩu trang tại các phương tiện công cộng đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Dù nhiều hãng hàng không khẳng định nguy cơ lây nhiễm trên máy bay thấp và các chuyên gia cũng cho rằng việc bỏ bớt hoặc hạn chế quy định đeo khẩu trang là đúng hướng. Tuy nhiên, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế vẫn cảnh báo biến chủng Omicron có nguy cơ lây nhiễm cao trong các chuyến bay. Trên thế giới, số ca nhiễm vẫn tăng nhưng tỷ lệ bệnh nặng và tử vong đã giảm. Nhiều quốc gia như Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ đã nới lỏng quy định phòng dịch trên các phương tiện công cộng, gồm cả quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Tại Anh, các hãng hàng không và sân bay đã dừng bắt buộc đeo khẩu trang, như sân bay Heathrow của London, hãng hàng không British Airways và Virgin Atlantic. Tại Mỹ, mới đây các hãng bay lớn là Delta Airlines, American Airlines và United Airlines đều gửi thư đến Tổng thống đề nghị chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang liên bang và một số quy định phòng dịch khác với lý do chất lượng không khí trên máy bay tương đương ở bệnh viện. Tại Việt Nam, theo quy định hiện hành, hành khách, du khách vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế. Mức phạt đối với việc không thực hiện những quy định trên có thể lên tới 3 triệu đồng. Tại An Giang, Ủy ban Mặt trận lấy quỹ phòng dịch gửi ngân hàng. Hôm qua ngày 30 tháng 3, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, sau khi mở tài khoản để tiếp nhận ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản, quỹ phòng dịch đã có hơn 64,5 tỷ đồng và đến nay chi hỗ trợ hơn 43 tỷ đồng. Hiện quỹ còn tồn hơn 20,5 tỷ đồng gửi tại kho bạc nhà nước, tỉnh và ngân hàng. Tiền lãi phát sinh trong thời gian gửi là hơn 650 triệu đồng hiện ở ngân hàng. Về việc quản lý tiền lãi phát sinh, theo bà Minh, số tiền này sẽ được theo dõi qua sổ sách, đối chiếu định kỳ và báo cáo hàng tháng. Việc quản lý thu chi được quản lý chặt chẽ và công khai. Lý giải về số tiền tồn quỹ hơn 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Tiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang cho hay, dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc nên không thể chi hết. Chỉ vài F0 cách ly, chuyên gia cho rằng không cần duy trì mỗi quận một cơ sở. Ngày 30 tháng 3, cả nước ghi nhận gần 86.000 ca nhiễm mới, trong đó có hơn 62.000 F0 cộng đồng, nâng tổng số F0 toàn quốc lên gần 9,5 triệu ca tính từ đầu mùa dịch đến nay. Trong gần 86.000 ca nhiễm mới, Hà Nội nhiều nhất với hơn 8.000 ca, Sài Gòn chỉ gần 1.000 ca. Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị kế hoạch chích vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, hiện cả nước có gần 860.000 ca nhiễm đang cách ly tại nhà, hơn 2.400 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở cách ly, mỗi tỉnh chưa đến 200 ca. Tại Hà Nội, số bệnh nhân điều trị cách ly tập trung chỉ chiếm 0,09% số ca đang theo dõi và điều trị, còn tại Sài Gòn, tỷ lệ này là 0,28%. Một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, thành phố yêu cầu các quận duy trì ít nhất một cơ sở thu dung để điều trị, tiếp nhận F0. Tuy nhiên, hiện số ca thu dung rất ít. Từ Tết Nguyên đán đến nay, có khoảng 20 F0 được thu dung điều trị. Tại quận Tân Phú, Sài Gòn, bác sĩ Long Phước Trí, trạm trưởng trạm y tế phường Tân Quý cho hay, vẫn phải duy trì khu cách ly tập trung của quận dù số lượng cách ly ít. Hiện cơ sở cách ly tập trung này đang cách ly khoảng 30 F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Bày tỏ về thực trạng này, một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng thành phố có thể duy trì các khu cách ly tập trung lớn như trước chứ không nhất thiết quận, huyện nào cũng cần có cơ sở thu dung. Trong khi đó, theo một chuyên gia trong Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, không nhất thiết mỗi quận, huyện phải có bệnh viện dã chiến. Chuyển qua một số thông tin đáng chú ý khác, gần 1.700 người Việt tại Ukraine đã về nước an toàn trên 6 chuyến bay. Bộ Ngoại giao cho biết đã chi tản an toàn cho 5.200 người Việt tại Ukraine, trong đó đã có 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, hàng chục người khác về trên các chuyến bay thương mại. Đến nay, việc di tản công dân từ Ukraine về cơ bản đã hoàn tất. Một số người có quốc tịch hoặc có giấy tờ hợp lệ do Ukraine cấp đã chủ động di chuyển sang các quốc gia khác. Chỉ còn một số ít người Việt ở lại Ukraine vì các lý do cá nhân, chưa có nguyện vọng sang các nước lân cận hoặc chưa muốn về nước. Riêng tại thành phố Mariupol, nơi xung đột đang diễn ra ác liệt, đã di tản được hơn 60 người, hiện còn 17 người đang trú ẩn. Giá xăng dầu lần đầu điều hành khác biệt, điều chỉnh sớm so với thường lệ. Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, họ nhận được thông báo từ phía Bộ Công Thương liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu cho kỳ điều chỉnh giá ngày 1 tháng 4 tới. Theo đó, việc điều hành giá sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ ngày 31 tháng 3 và áp dụng giá mới từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, thay vì mốc thời gian 15 giờ như quy định trước đó. Sở dĩ có sự khác biệt này là do thực hiện nghị quyết mới về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12, có nghĩa là hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 đến 24 giờ ngày 31 tháng 1. Do đó, Liên Bộ dự kiến giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ được thực hiện sớm hơn. Theo mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mới, mỗi lít xăng sẽ giảm 2.000 đồng và dầu là 1.000 đồng, chưa gồm thuế VAT. Về khả năng giảm giá xăng dầu, Thứ trưởng cho hay còn phụ thuộc vào giá thế giới. Hiện vẫn chưa có tính toán cụ thể, nhưng nếu giá thế giới tăng 3.000 đồng một lít, thì giá trong nước sẽ phải tăng 1.000 đồng một lít. Về nguồn cung, riêng trong tháng 2, nhà máy Nghi Sơn chỉ cung cấp được 50% cho các hợp đồng cam kết cho nhà cung cấp, khiến cho lượng xăng dầu cả nước thiếu khoảng 17–20%. Hiện nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã khởi động trở lại, nhưng việc đảm bảo cung ứng trong quý 2, nhất là tháng 5 và tháng 6 chưa rõ ràng. Cũng liên quan đến việc cung ứng xăng dầu, mới đây, công ty một thành viên xăng dầu Bao Vinh có trụ sở ở Thừa Thiên Huế đã bị phạt 220 triệu đồng về hành vi kinh doanh xăng RON 95 chất lượng không phù hợp với quy định. Tổng lượng xăng vi phạm về chất lượng là gần 17.000 lít, với giá bán là 24.510 đồng một lít. Doanh nghiệp này đã bị phạt số tiền là 220 triệu đồng. Do lượng xăng vi phạm vẫn nằm trong kho nên công ty này đã bị buộc thu hồi và tái chế hoặc là thay đổi mục đích sử dụng. Đến với thông tin thời tiết, Sài Gòn liên tục mưa lớn vô mùa khô, Quảng Ngãi ứng phó đợt mưa bất thường. Trong một tuần qua vào chiều tối, Sài Gòn liên tục ghi nhận những cơn mưa trái mùa. Theo dự báo, hình thái thời tiết này sẽ còn diễn ra và có nơi mưa to từ 30 đến 50 mm. Theo chuyên gia, trong 2 đến 3 ngày tới tại Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sài Gòn đang bước vào thời kỳ cao điểm nắng nóng, mưa trái mùa xảy ra trên nền nhiệt cao, làm tăng độ ẩm trong không khí, gây cảm giác nóng, oi bức và ngột ngạt. Chuyên gia cảnh báo, thời gian tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiều khả năng mức nhiệt cao nhất năm sẽ rơi vào khoảng nửa đầu tháng 4, dao động từ 38 đến 39 độ C. Đồng thời, bức xạ cực tím UV luôn cao ở mức 8 đến 9. Nắng nóng tác động gây mệt mỏi, say nắng, ảnh hưởng xấu đến cây trồng, vật nuôi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Còn tại Quảng Ngãi, hôm qua, lãnh đạo tỉnh này đã có chỉ thị khẩn về việc ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn. Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 350 mm. Đợt mưa lớn kéo dài này được xem là bất thường so với mọi năm. Mưa lớn có thể gây lũ trái mùa trên các sông tại Quảng Ngãi. Ngoài ra, từ ngày 2 tháng 4, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để có các biện pháp di dân đến nơi an toàn. Các tàu thuyền trên tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn dừng hoạt động khi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Và thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin trong nước trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.